Thưa quý vị, một khách sạn nhỏ thân thiện với môi trường được xây dựng bằng những chiếc xe chở hàng đã bắt đầu mở cửa cho du khách ghé thăm tại khu trượt tuyết ở Georgia. Theo chủ nhân và nhà thiết kế khách sạn này, thì mục đích xây dựng một khách sạn như thế này để hướng tới một nơi ở hài hòa với tự nhiên, thân thiện với môi trường. Các phòng trong khách sạn có hình vuông, được sắp xếp theo các độ cao khác nhau và được nối với nhau bằng các lối đi mở. Ngay sau khi mở cửa, khách sạn này đã thu hút được một lượng khách lớn nhờ vào vị trí hoàn hảo và phong cảnh tuyệt vời nhìn từ cửa sổ ở mỗi phòng, nằm trên độ cao 2.000m so với mặt nước biển. Gudauri là một trong những nơi trượt tuyết tuyệt vời nhất tại Georgia, thu hút hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế. Nhiều khách du lịch cho biết họ rất thích khách sạn làm từ container như thế này thay vì những khách sạn được xây dựng thông thường. Khách sạn này cung cấp đầy đủ các loại phòng từ phòng đơn, phòng đôi tới căn hộ 2 phòng và tất cả các phòng này đều được thiết kế và tận dụng từ những chiếc container cũ. Thêm vào đó, chủ nhân của khách sạn này cho biết họ đang có kế hoạch xây dựng một bể bơi và nhiều lớp học yoga tại khu vực khách sạn này vào mùa trượt tuyết năm sau.